Hello, xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã đến với cái video tiếp theo của mình nha. Và hôm nay thì mình có hai cái thùng nuôi hamster như thế này. Thì hai cái thùng này á thì anh khách đặt riêng là làm thêm một cái vách ngăn chính giữa để mà ngăn ra một cái thùng dịch thành hai bên. Đó, nói chung là thành hai cái lồng nhỏ nữa để mà anh khách này nuôi tách hoặc là nuôi sinh sản gì đó thì mình không biết, nhưng mà anh đặt riêng như thế này. Thì cái hai cái thùng này thì đều là thùng 30 lít hết nha các bạn, thì ngăn ra thì nó sẽ thoải mái hơn. Và mình có làm riêng cho anh khách này hai chỗ để bình nước luôn. Ở một bên cái lỗ như thế thì sẽ để được một cái bình nước khoảng 80 ml và 125 ml. Đó, thì hai bên đều có bình nước đầy đủ hết. Và chính giữa thì là một cái tấm lưới rất là lớn và chắc chắn, mình làm rất là kỹ luôn, chắc chắn cho anh khách này anh nuôi an toàn luôn. Còn về cái vách ngăn ngay chính giữa thì cũng có khá là nhiều bạn hỏi mình á, là cái thùng 30 lít thì ngăn ra thì nó sẽ như thế nào. Thì mình sẽ làm như thế này nha. Đấy, rất là chắc chắn. Thì hai bên cái thành lồng á thì mình sẽ làm hai cái rãnh để mà khi nào các bạn không xài á thì các bạn có thể kéo cái tấm ngăn này ra, các bạn cất. Rồi nhìn nào các bạn xài á thì các bạn lại gắn vào, thì nó sẽ thuận tiện và dễ dàng hơn là cái việc là mình dán hẳn luôn cái miếng ngăn làm hai này dính vào hai bên vách luôn, thì nó sẽ làm hư thùng của các bạn. Đấy, còn mình làm như thế này, đây một cái rãnh bên này và một cái rãnh bên này như thế này, thì các bạn sẽ tháo ra tháo vào cái vách ngăn chính giữa, nó sẽ dễ dàng và thuận tiện hơn. Còn vách ngăn chính giữa đây đó, cái vách này thì mình làm bằng alu nha. Alu thì nó sẽ cứng cáp hơn. Và con chuột thì nó chắc chắn xài một thời gian nó sẽ cắn. Thì nói chung là cái nguyên liệu cứng như thế nào thì mấy răng mấy con chuột này nó đều cắn hết. Đó, nhưng mà mình làm cái nguyên liệu cứng như thế này thì nó sẽ cắn lâu hơn và nó bị đỡ hư hao hơn nha. Đó, để vào rất là khít luôn nha các bạn. Rồi, rất là chắc chắn luôn nha. Con chuột hamster thì nó sẽ không bao giờ mà leo qua được đâu. Đó, phía trên thì nó sẽ đụng tới cái tấm lưới luôn, cho nên là không thể nào con chuột nó leo qua được, cho nên là các bạn yên tâm. Với lại ngăn như thế này á, thì mấy con chuột nó không có lú cái tai hoặc là cái mũi nó qua bị con chuột kia cắn được. Và combo của anh này lấy cho một ngăn như thế này là một cái đồ chạy, một cái nhà gấu xứ dẹp như thế này đây đó, mình sẽ để đầy đủ cho các bạn tham khảo nha. Đây cũng là một cái combo mà các bạn có thể tham khảo. Đó, combo này giá cũng rẻ thôi, thêm một cái chén ăn xứ 18.000. Đấy, chén này thì cho hai con ăn rồi khá là thoải mái luôn rồi. Đối với cái thùng 30 lít này thì các bạn nuôi dòng chuột nhỏ thì nuôi hai con một ngăn như thế này rất là ok, thoải mái. Còn bia thì một ngăn như thế này là một con thôi. Đó, một bên như thế. Thì anh này nuôi mua là đủ bộ là 4 ngăn, tổng cộng là 4 ngăn, hai cái lồng 30 lít ngăn ra là 4 ngăn, thì anh này nuôi đủ combo như thế này luôn. Một queo, chén ăn, một cái nhà sứ và một cái bình nước 125 ml nữa. Đó, là như là một cái phòng trọ cho hai con chuột luôn nha. Đó, mình làm khá là chắc chắn và đẹp cho anh này để anh này xài có trong thời gian lâu dài. Còn xài một thời gian thì con chuột nó có cắn hay là hư gì đó thì cái anh khách này có thể là làm lại cũng được. Đó, còn mình làm nguyên bản thì như thế này là khá là ok rồi. Nếu như mà con chuột của các bạn mà nó không có phá nhiều á thì xài rất là lâu, xài hầu như là nuôi tới khi nào con chuột của bạn già thôi. Đấy, hãy nắp lại thì nó sẽ như thế này. Đó, rất là đẹp và thẩm mỹ luôn nha. Và các bạn không có lo nó bị hầm hơi nha. Đấy, là mình làm lưới rất là lớn cho nên là không bao giờ mà nó bị hầm hơi được. Rồi, và đây là ba cái thùng 15 lít nha các bạn, tổng cộng là tới 4 cái lận, mình mới làm xong hồi chiều hôm nay. Thì nãy có một anh khách qua lấy một cái rồi, thì hiện tại còn 3 cái mình làm hồi chiều tới giờ. Làm mấy cái thùng này thì nói chung là mất rất là nhiều thời gian và công sức luôn nha các bạn, làm rất là cực luôn á. Các bạn thấy nó đơn giản như thế thôi nhưng mà mình đan đồ nó rất là tỉ mỉ và làm nói chung là đẹp nhất có thể để cho các bạn về xài nó chắc chắn và đảm bảo cái độ thẩm mỹ cho các bạn, cho nên là làm rất là cực. Vì thế là các bạn nào mà mua hàng thì đừng có nơi có là trả giá gì mình hoặc là ép giá mình nhiều quá nha, cũng tội nghiệp của mình nha các bạn. Thùng thì mình xài thùng di tân nha, nhựa di tân thì các bạn đã biết rồi, mình không nói nhiều về cái chất lượng cái thùng nhựa này nữa. Còn có một vài bạn nói hỏi mình đó là mùa hè này có nên nuôi thùng này, mấy cái thùng như thế này hay không á. Thì riêng đối với cái thùng của mình sẽ đảm bảo cho các bạn là các bạn nuôi nó sẽ thoáng mát nhất có thể. Tại vì cái phần lưới là mình đã làm chiếm diện tích rất là nhiều của cái một cái nắp nhựa như thế này rồi. Đấy, còn những cái phần rìa bên này á, thì mình phải để một ít để đảm bảo cái độ chắc chắn cho cái phần nắp. Cho nên là mình không có làm full hết luôn nha.
mình làm cũng phải chừa ra một ít hai bên như thế này đó. Cho nên là các bạn, nếu như mà các bạn sợ nóng thì các bạn có thể lót cát sang hoặc là mùn cưa, nhưng mà lót lớp mỏng thôi. Thì về cái vấn đề mà nuôi chuột hamster trong mùa hè như thế này vậy á, thì ngày mai mình sẽ làm một cái video riêng và để chia sẻ cho các bạn thêm nha. Còn về nuôi thùng nhựa này thì các bạn để chỗ mát mẻ là ok, không gì hết. Các bạn đừng có đem cái thùng nhựa này ra đem phơi nắng hoặc là để gần chỗ có ánh nắng là được. Đó, các bạn cứ nuôi thoải mái giúp mình nha. Rồi, và về hai cái size thùng nhựa 30 và 15 lít này thì các bạn có thể đặt hàng qua Shopee hoặc là trang web đất thú cưng của mình. Các bạn có thể lên Google bấm chữ đất thú cưng.com, nó sẽ ra cái trang web của mình, hoặc là nhắn tin trực tiếp qua Facebook của mình, cũng là đất thú cưng luôn đó. Các bạn có thể đặt hàng bất kỳ trang bán hàng nào cũng ok hết nha. Rồi, và video của mình đến đây cũng sẽ kết thúc, và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại, bye bye.